những sai lầm khi tập gym khiến làn da xuống cấp. Tập gym ngày càng phổ biến và được nhiều chị em yêu thích để duy trì vóc dáng và nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên, khi tập cần nắm vững nguyên tắc để không gây ảnh hưởng đến làn da, khiến da nổi mụn và nhanh xuống cấp. Đây là những điều bạn cần tránh. Không uống đủ nước. Trong quá trình tập luyện, cơ thể sẽ sản sinh ra nhiều độc tố. Không uống đủ nước để giải độc và đào thải ra khỏi cơ thể qua lỗ chân lông, thì chất độc sẽ tích tụ lại khiến bạn nhanh chóng rơi vào tình trạng mệt mỏi. Việc uống nước trong khi tập sẽ giúp giải độc nhanh, làn da được giữ ẩm, căng mịn hơn. Hãy luôn mang theo bình nước để uống khi tập, cứ khoảng 15 đến 20 phút thì uống một chút nước. Không giữ vệ sinh khi tập. Những dụng cụ tập gym thường chứa nhiều vi khuẩn do có rất nhiều người cùng sử dụng. Để giữ vệ sinh khi tập, bạn nên chuẩn bị khăn tay, khăn giấy để lau mồ hôi. Nếu sử dụng phòng tắm sau khi tập xong, thì nên chuẩn bị riêng một đôi dép, không nên đi chân đất, vì khu vực này cũng có nhiều vi khuẩn sẽ ảnh hưởng đến da của bạn. Trang điểm đậm khi tập. Đây là sai lầm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến làn da mà nhiều người mắc phải. Nếu trang điểm đậm khi tập luyện thì mồ hôi sẽ không thoát ra được, vi khuẩn và bã nhờn tích tụ sẽ khiến da dễ nổi mụn. Do đó, trước khi tập hãy tẩy trang kỹ lưỡng nếu bạn có trang điểm. Lưu ý khi da đổ dầu lúc tập luyện thì nên dùng giấy thấm dầu hoặc khăn giấy để loại bỏ bớt. Không dùng kem chống nắng đều đặn. Nhiều người nghĩ rằng khi tập gym trong phòng thì không cần sử dụng kem chống nắng. Tuy nhiên, nhiều phòng tập được thiết kế bằng kính, khiến cho ánh nắng dễ chiếu trực tiếp hay phản chiếu từ các tòa nhà cao tầng hắt vào phòng, gây ảnh hưởng đến làn da. Vì vậy, dù tập gym trong phòng cũng đừng quên thoa kem chống nắng. Không chăm sóc da sau khi tập. Sau khi tập gym, để loại bỏ sự phát triển của vi khuẩn sinh sôi, hãy làm sạch mặt với sữa rửa mặt càng sớm càng tốt. Nếu da bạn nhạy cảm, hãy chọn loại sữa rửa mặt dịu nhẹ để tránh gây kích ứng da. Không tẩy tế bào chết sau khi tập gym, thay vào đó bạn hãy thoa kem dưỡng ẩm cho mặt và cơ thể.